Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu một chiếc giày cao gót này, rất là cao. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Yeah.
là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang làm bức tranh một chiếc giày cao gót rất là cao này. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.